xin giới thiệu về cái sơ về cái máy phân tử BB100E thương hiệu Powerball sản xuất tại Anh Quốc. Thì máy phân tử Powerball BB100E này thì là một trong những cái dòng model lớn có thể gọi là máy phân tử công nghiệp. Thì máy phân tử này có đế từ thì lực hít là 2 tấn. Với cái lực hít này đảm bảo chúng ta gia công được các cái mũ khoan lớn mà không bị xê dịch cái đế từ trong quá trình làm việc. Và máy phân tử này có 4 cấp tốc độ bằng cơ như thế này. Chúng ta có thể thay đổi lên xuống như thế này là đã có một cấp tốc độ, và ở đây 4 cấp cụ thể là 110, 175, 245 và 308. Hai bên chúng ta có hai bên để mà thay đổi tốc độ này, hai bên. Thông số thì chúng ta sẽ tham khảo bên này, thông số và tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì đã có đây rồi. Lưu ý khi máy phân tử này thì chúng ta có vận hành cũng khá đơn giản. Đó là có cái nút đóng mở đế từ, cung cấp nguồn điện cho đế từ. Thì khi mà mình bấm mở nguồn thì đế từ sẽ có lực từ và sẽ hít vào cái tấm thép mình cần khoan. Và đây là nút khởi động cũng như là dừng start stop của cái động cơ này. Đối với lại máy phân tử thì chúng ta lưu ý cái ở đây có hai cái móc để móc như thế này. Thì khi mà chúng ta sử dụng trên cao á, khoan trên cao thì chúng ta lưu ý là buộc phải móc những cái dây an toàn này vào trong cái móc này, để lỡ có sự cố mất điện hay là mất pha hay mất điện đột ngột thì chúng ta cũng không có bị hư máy mà máy không bị rơi. Thì máy phân tử này có khả năng làm việc được đối với loại mũi khoét hay là mũi phân tử này đây. Là đường kính là từ 12 cho đến 100. Đây là mũi khoan từ thép gió. Ngoài ra thì chúng ta cũng có mũi khoan từ hợp kim nữa. Chúng ta có hai loại mũi. Đường kính và cái độ sâu thì chúng ta có độ sâu ở đây là theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất là 25 ly, 50 ly, 85 và 110. Thì khi mà mình càng khoan những cái lỗ sâu thì chúng ta phải mua cái mũi nó càng dài ra để mình mới khoan được cái độ sâu. Và do cái tính chất khoan này là dẫn khoét cho nên là khi mà gia công lỗ thì rất là nhanh, cũng như là cái độ chính xác, cũng như là cái độ cái mũi sau khi gia công là rất là đẹp, không cần phải gia công lại một cái gì nữa, nó lỗ ra rất là đẹp rồi. Thì với cái mũi như thế này thì chúng ta có nhiều tên gọi như là mũi khoét lỗ, mũi khoét kim loại, mũi khoan từ hay là gọi là tiếng Anh thì hole cutter, có một số người dùng như thế thì rõ ràng nhiều tên gọi, nhưng tên phổ biến đó là mũi khoan từ vì nó dùng cho các máy khoan từ cho nên nó là mũi khoan từ. Và ở đây thì có cái đuôi gắn dạng như này vắt hai bên, chúng ta gắn mũi khoan từ này thông qua một cái đầu cặp mũi khoan từ. Đầu cặp này cặp được từ 64 trở lại cho đến 12, tại vì mũi khoan từ là nhỏ nhất là 12, cho chúng ta từ 12 cho đến 64. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái đầu cặp như thế này. Và cái này là tiêu chuẩn của máy khoan từ. Và ngoài ra thì có cái option này để gắn từ mũi 65 cho đến 100. Thì do cái độ phổ biến của cái mũi từ 65 cho đến 100 thì rất là ít khách dùng, cho nên nhà sản xuất chỉ kèm theo cái đầu cặp mà dùng từ 12 cho đến 64 mà thôi. Khi mà khoan từ 65 cho đến 100 thì khách hàng lưu ý mình phải mua thêm cái như thế này. Hello?